du học, một chủ đề không hề mới nhưng cũng chưa bao giờ thiếu những điều hay và lạ để khai phá. Vấn đề chúng ta cần làm gì để trở thành một du học sinh từ trước tới nay đã được khá nhiều bloggers, vloggers và YouTubers đã chia sẻ kinh nghiệm. Thế nhưng, không có nhiều người từng bàn về câu chuyện khi đã trở thành một du học sinh rồi thì ta cần làm gì tiếp theo sau đó. Hay chính xác hơn là những kỹ năng cần thiết để một người có thể là một du học sinh hào sảng và văn minh là gì? Với mong muốn góp thêm một góc nhìn cho những ai muốn đi du học, giúp các bạn tìm hiểu thêm chi tiết về cuộc sống du học sinh. Trong video này, Spider Room sẽ cùng bạn khám phá những kinh nghiệm sau một thời gian sống, học tập và làm việc trên xứ người qua bài viết Làm một du học sinh nên làm gì của tác giả Lưu Phong Trường đăng tải trên website của Spider Room. Chúng mình sẽ đính link bài viết đầy đủ ở phần mô tả của video này. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi! Bước ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới. Đặt trước ngày hôm nay. 1. Là du học sinh phải biết quản lý thời gian. Đây là một kỹ năng quan trọng ở bất cứ nền văn minh và xã hội nào. Nhưng đối với một du học sinh, có lẽ nó quan trọng hơn cả. Một ngày có 24 giờ, một tuần có 7 ngày, bạn phải cân bằng giữa việc học, việc làm thêm, công tác xã hội và các mối quan hệ khác. Và quản lý thời gian là kỹ năng giúp bạn phân biệt đẳng cấp của mình với phần còn lại của dân số thế giới. Lấy ví dụ nhé. Là một du học sinh, ở đa số các nước phương Tây, bạn phải học toàn thời gian hay full time để duy trì tình trạng hợp pháp về cư trú. Và học full time thì y hệt như là một nghề toàn thời gian vậy. Ở Mỹ, giáo viên sẽ ước lượng bài tập hay lượng dự án để giao cho bạn. Theo quy định chung, một tín chỉ sẽ ngốn của bạn 2 giờ tự học một tuần và một học kỳ thường có 16 tuần. Nếu bạn lấy 12 tín chỉ trên một học kỳ thì bạn phải tự học ít nhất 24 giờ mỗi tuần và 12 tín chỉ ấy tương ứng với 12 giờ nghe giảng trên lớp. Cộng lại, bạn phải tự học ít nhất 36 giờ mỗi tuần, gần bằng với một công việc full time 40 giờ mỗi tuần. Là một du học sinh, hầu hết đều phải đi làm thêm, nếu là du học sinh Mỹ thì đi làm chui rất nhiều. Vì theo quy định, bạn được làm thêm tối đa 20 giờ một tuần trong trường, còn nếu làm ở ngoài trường thì phải làm đúng chuyên môn của bạn và phải được sự đồng ý của trường bạn theo học. Đa số công việc trong trường rất khó tìm, vì cung thì ít, cầu thì nhiều. Nếu bạn học cao học thì có cơ hội bạn sẽ được nhận vào làm trợ giảng, lúc đó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, hầu hết du học sinh làm thêm ở ngoài là đi làm chui. Họ bưng phở, làm nail, phục vụ ở các nhà hàng Mexico, nhà hàng Trung Quốc, vân vân. Nhưng đa phần vẫn là làm nail và bưng phở Việt. Cộng 36 giờ tự học với 20 giờ làm thêm lại, bạn đã mất ít nhất 56 giờ mỗi tuần. Tiếp đến là thời gian dành cho các câu lạc bộ, hội nhóm và làm thiện nguyện. Để trở thành một học sinh tiềm năng, một ứng cử viên sáng giá để săn việc sau khi tốt nghiệp, ngoài GPA cao ngất ra, bạn còn phải thể hiện mình qua các dự án tập thể hoặc là có cống hiến cho cộng đồng. Thí dụ, bạn tham gia một câu lạc bộ trong trường, thì mỗi tuần bạn tốn thêm 2 giờ nữa. Lúc này, số giờ bận rộn của bạn là 58 giờ mỗi tuần. Trung bình mỗi ngày, bạn sẽ dành ra 5 tiếng để ăn uống, vệ sinh cá nhân, tám chuyện với gia đình bạn bè, lên mạng viết nốt, comment dạo và di chuyển. Một tuần bạn mất 35 giờ. Và lúc này, bạn nâng số giờ bận rộn lên 93 giờ mỗi tuần. Tóm lại, thời gian sẽ không bao giờ là đủ để cho bạn làm hết tất cả các việc. Nếu bạn quản lý được thời gian, bạn sẽ có tất cả. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ ngập tràn trong áp lực. Tất nhiên là làm một du học sinh ngủ đủ 8 tiếng một đêm là thứ rất ư là xa xỉ. Nhưng nếu bạn quản lý thời gian tốt, bạn có thể ngủ ngon hơn, an tâm hơn, rồi tinh thần tốt hơn. Năng suất học tập và lao động cũng được đảm bảo hơn nữa. Các mẹo bạn nên thực hiện để giúp quản lý thời gian tốt hơn, đó là đầu tuần nên dành ra ít nhất 30 phút để lập kế hoạch cho cả tuần. Bài tập và công việc cần làm trong tuần thì nên ghi tất cả vào smartphone hoặc là một quyển sổ nhỏ. Gợi ý các ứng dụng mình dùng là Google Keep và Google Calendar. Biết ưu tiên công việc. Theo chuyên gia gợi ý thì ta sẽ làm chúng theo thứ tự sau. Việc vừa quan trọng vừa gấp làm trước, kế tiếp là vừa quan trọng vừa không gấp.
tiếp đến là gấp mà không quan trọng, cuối cùng mới tới không gấp và cũng không quan trọng thì để sau cùng. Học cách say no. Nếu thời gian bạn không có, tốt hơn hết là học cách nói lời từ chối. Đừng sợ mếch lòng khi từ chối, vì đó là cách cứu rỗi cuộc đời bạn và cả cuộc hẹn đó. Thay vào đó, bạn hãy chân thành cho người ta một cái hẹn khác ở một thời gian khác. 2. Học cách tồn tại. Thứ nhất là học cách sinh tồn trong cộng đồng. Khi đặt chân đến một đất nước khác, dù ít hay nhiều bạn sẽ không hiểu hoặc là không biết một vài thứ. Ngoài lề xíu nhé, người ngoại quốc đến sống ở Việt Nam, người Việt mình tiếp họ như thượng khách, không chỉ vì muốn luyện tiếng Anh mà vì mến họ vì mình hiếu khách, mình sợ người ta gặp khó khăn trong giao tiếp và di chuyển, sợ những người bạn xứ lạ không quen, lạc lõng giữa dòng đời, giữa những chốt thu phí BOT. Mình rất thích nghĩa cử này của người Việt. Còn người nước khác khi đến sống ở Mỹ, họ thấy cũng bình thường như cân đường hộp mứt. Chắc là vì có quá nhiều người đến Mỹ bất hợp pháp và náo loạn xã hội nên họ nản. Hoặc có thể là họ nghĩ dân tộc họ có chút gì đó cao quý hơn dân ngoại bang như ta. Nhưng mà nói chung, họ vẫn đối xử rất tốt với mình, lễ nghĩa vẫn rất đúng mực. Du học sinh đi học bị kỳ thị trực tiếp rất ít, đa số là gián tiếp hoặc không công khai. Hay trong học tập lẫn làm việc, chuyện giáo viên và cấp trên không nể nang về bọn mình là du học sinh là rất hiếm xảy ra. Học cách tồn tại trong cộng đồng là học cách nói chuyện sao cho thu hút, nói chuyện thế nào để người khác hứng thú mà cung cấp cho mình thêm thông tin, giới thiệu cho mình nhiều cái thú vị. Là học cách hòa nhập với cách sống của họ, cho họ cảm thấy là mình có quan tâm đến đời sống và văn hóa của họ. Hiểu đơn giản là học cách sống thế nào cho người ta ưa mình. Và sau đó là giới thiệu sự hào sảng của văn hóa Á Đông đến cho họ. Hãy cho những bạn Tây Lông biết ngàn năm áo mũ, cho bạn biết ẩm thực của ta nó đẹp thế nào. Về chuyện văn hóa, Pháp, Hoa, Ấn ảnh hưởng đến ta như thế nào? Mình vừa chứng tỏ mình cool trong mắt họ, mà song song đó cũng quảng bá cho nước mình. Đó là sứ mệnh. Học cách tồn tại trong cộng đồng là học và để tâm những thứ rất đơn giản. Bạn cứ học từ những thứ đơn giản nhất. Ví dụ như show gì đang nổi trên Netflix, Super Bowl đang diễn ra như thế nào, vùng nào đang bị bão tố thiên tai, bác tổng thống Mỹ đang có những hành động gì, vân vân, cho đến đồ ăn nhà hàng nào trong thị trấn có món gì ngon, vân vân. Mỗi ngày học một chút, tích tiểu thành đại, những thứ nhỏ nhặt và đơn giản này sẽ giúp bạn bắt chuyện với những người khác dễ hơn, giúp bạn hòa nhập nhanh hơn. Chứ suốt ngày nói chuyện học hành xã hội thì nó chán bạn ngay và luôn đấy. Thứ nhì là học cách để sinh tồn trong môi trường học thuật. Nói cho vuông là bạn phải thay đổi tư duy. Đi du học là học cho mình, nên chuyện học đối phó là chuyện không thể chấp nhận được. Có nhiều cách để bạn thành công trong môi trường học thuật bên này, quan trọng hơn hết là tính chính trực. Tuyệt đối không đạo văn, sao chép trên mạng. Hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vâng, là rất thảm khốc. Đạo văn là dùng ý tưởng kết quả của người khác mà không đưa ra sự trích dẫn. Hồi mới sang Mỹ học, mặc dù cũng đã được học ở Việt Nam về môn phương pháp nghiên cứu kinh tế, rồi đã kiểm tra kỹ lưỡng về tài liệu trích dẫn cũng như cách tránh né vấn đề đạo văn. Nhưng tôi suýt bị điểm F, điểm rớt cuối kỳ vì không dẫn nguồn bức ảnh trong file PowerPoint báo cáo ở phần tài liệu tham khảo. Ta phải tôn trọng tác quyền của tác giả. Một xã hội phát triển là xã hội phải tôn trọng khoa học, tôn trọng những người làm khoa học. Ở một trường đại học Mỹ, hai nơi mà bạn nên lui tới là trung tâm trợ giảng và trung tâm viết luận. Bạn có thể đặt lịch hẹn hoặc là cứ thế mà vào thôi. Sẽ có người có kinh nghiệm tại đó để giúp đỡ bạn. Thêm nữa, một số giảng viên trên lớp cũng làm việc ở những nơi này. Đây sẽ là cơ hội để giúp bạn tạo dựng mối quan hệ. Nếu bạn có một bài luận quan trọng mà muốn ai đó xem lại ngữ pháp và cách trình bày trước khi nộp thì xin vui lòng đến hai nơi trên. 3. Xây dựng một hệ sinh thái bạn bè và các mối quan hệ. Mục đích chính của chuyện này là do ta đơn độc, không biết sẽ nguy khốn lúc nào. Ở nơi xa, xa gia đình, nếu có biến cố lớn xảy ra cũng phải có một người đủ thân cận để chăm sóc cho bạn. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh mà. Hãy cố móc nối với một số du học sinh xung quanh. Nếu được, hãy tìm gia nhập vào cộng đồng người Việt Nam xung quanh bạn. Dịp lễ Tết nên thăm hỏi nhau, đến lúc bạn gặp chuyện, đây là những người cốt lõi để giúp bạn vượt qua. Chưa tính đến việc móc nối việc làm thêm. Xây dựng một hệ sinh thái bạn bè cũng là cách giúp bạn tồn tại và kiếm việc.
Đến một nơi mới, bạn nên tìm hiểu về vùng miền đó trước. Tìm hiểu sơ sơ về dân số của thành phố đó nổi tiếng về cái gì, thu nhập trung bình ra sao, tỷ lệ người có bằng đại học là bao nhiêu. Những thông tin cơ bản sẽ giúp bạn hiểu tổng thể về nơi mình đang sống. Còn ở trường học, hãy cố gắng khẳng định sự tồn tại của bạn. Một trong những cách khẳng định sự tồn tại là tham gia hoạt động ngoại khóa. Lúc tôi mới qua trường, hay lui tới câu lạc bộ sinh viên quốc tế, rồi tôi lân la làm quen nhiều bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Một thời gian sau, người ta bầu ra chủ tịch hội mới. Do tôi là gương mặt thân quen, khi bầu cử nên là ai cũng vote cho. Thế là từ phó thường dân được lên làm cán bộ, tôi thấy vui lắm. Tôi không giỏi nhớ tên ngoại quốc, nên khi người ta nói tên, mình cũng dám ghi lại. Rồi những lúc rảnh mang tên của họ ra tập đọc. Con người mà, ít nhiều ai cũng có cái tôi. Mình nhớ tên họ là tôn trọng họ, là nâng cái tôi của họ lên, là chiều chuộng tâm hồn họ. Nhớ tên là bước đầu tiên, sau đó thì nên học thêm về ngôn ngữ cơ thể. Theo các chuyên gia, trên 70% nội dung của cuộc hội thoại nằm ở ngôn ngữ cơ thể. Hiểu ngôn ngữ cơ thể là cách đi vào tâm can của một người. Theo thống kê, hơn một nửa công việc trên thị trường lao động nước Mỹ được giới thiệu thông qua các mối quan hệ, y chang Việt Nam mình vậy, cho nên cố gắng móc nối càng nhiều càng tốt. Công việc mà tôi đang làm cũng được offer một cách ngẫu nhiên. Chuyện là thế này, hàng ngày tôi hay đi ngang văn phòng công tác sinh viên, rồi thấy cô thư ký làm việc ở đó trông rất thân thiện, thế là tôi lại gần chào chào hỏi hỏi tám chuyện với cô, các kiểu. Những lúc có sự kiện diễn ra trong trường, tôi cũng xung phong tình nguyện, làm hăng hái lắm. Rồi đến một ngày đơn vị đó cần tuyển thêm người, ông sếp hỏi có thấy ai được không giới thiệu vào. Cô thư ký ấy liền tiến cử tôi. Khi cô ấy nói tên ra thì ông sếp cũng biết. Thì ra ông ấy là thành viên trong câu lạc bộ triết học mà tôi tham gia hàng tuần. Cả cô thư ký ấy và ông trưởng phòng đều biết mình từ trước. Họ thấy thằng này được, họ gọi điện thoại cho tôi hỏi là có muốn làm việc không, nếu đồng ý thì đặt lịch phỏng vấn. Thế là 3 tuần sau đó, tôi trở thành nhân viên của trường, có email nhân viên hẳn hoi luôn nhá. 4. Tìm cho mình một mentor. Mentor hiểu nôm na là bậc quân sư chỉ điểm cho mình. Người này giống như kiểu là một lão tiền bối râu tóc bạc phơ, sống ở dưới vực sâu trong phim kiếm hiệp vậy. Thực tế thì người này không cần phải râu bạc tóc phơ, chỉ cần bạn và người ấy đồng điệu về tâm hồn và người ta đồng ý đưa ra những lời khuyên mà không vụ lợi là được. Hãy tìm cho mình một người có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn mà mình muốn hướng tới. Thế giới có 7 tỷ người, chắc chắn sẽ có người quý bạn. Hãy cứ nhìn xung quanh, không khó để cho bạn tìm một cao nhân chỉ điểm đâu. Mình có quen một vị giáo sư bên này, người này không dạy mình gặp bác ấy trong một buổi tình nguyện. Thế rồi mình lại bắt chuyện trước. Bác ấy cũng nhiệt tình, cũng thích sử Trung Quốc, thế là hai người thân nhau. Sau khi rời vị trí lãnh đạo vùng của IBM, một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia, bác ấy về hưu và trở thành giáo sư thỉnh giảng của trường. Cũng nhờ vào vị giáo sư này góp ý và chỉnh sửa từng chút cho kế hoạch kinh doanh của mình. Vì thế mà kế hoạch đó mới vinh dự đạt giải nhất bang Illinois và giải 8 liên bang tại hội nghị National Leadership Conference diễn ra tại California hè 2017. Thật là có mơ thì tôi cũng không nghĩ là mình xứng đáng được giúp đỡ tận tình như vậy luôn ý. Được nhận lại thì hãy cho đi. Khi bạn có một mentor tốt thì đừng phụ lòng của họ. Hãy giúp những người xung quanh ngay khi có cơ hội. Một việc nhỏ đối với bạn nhưng lại là vô cùng ý nghĩa đối với những người khác. 5. Nên chủ động tương tác với bạn bè và cập nhật tình hình trong nước. Dù có đi đâu thì cũng không nên quên gốc gác của mình. Dù nơi đất lạ nó có văn minh thế nào, quê nhà với tôi vẫn là nơi đặc biệt nhất. Tôi chỉ biết và thực sự cảm nhận được thế nào là tình yêu quê hương đất nước khi xa quê thôi. Khi đi du học, dù công việc học hành có bận rộn thế nào thì tôi cũng khuyên bạn là nên thường xuyên duy trì các mối quan hệ trong nước. Nhiều khi bạn là du học sinh rồi, bạn bè trong nước sợ phiền bạn nên họ không muốn nhắn tin hay gọi điện cho bạn. Bạn nên chủ động gọi họ. Đừng có đợi đến cái lúc học gần xong, gần về nước xin việc rồi mới đi tính tới chuyện du lại câu hò. Làm như vậy thứ nhất là thiếu tự nhiên, thứ nhì là người ta nhìn thấy bạn là con người thực dụng, không chân thành và vụ lợi. Thời gian ở nước ngoài tuy có bận, nhưng hãy thể hiện lòng nhiệt tâm, bạn bè của bạn sẽ hiểu cho bạn thôi. Nên cập nhật tình hình trong nước, nhưng nếu bạn nào du học mà tính định cư luôn thì có thể cân nhắc khỏi làm phần này. Cách tự cập nhật tình hình kinh tế trong nước rất ư là đơn giản. Đó là tham gia thị trường chứng khoán. Khi mình bỏ ít tiền vào, lợi ích của mình sẽ nằm ở đó.
mà lợi ích ở đâu thì tâm trí mình đặt ở đấy. Nếu không có thời gian đọc báo trong nước thì cứ mở một cái tài khoản chứng khoán, sáng đi học, tối về vừa làm bài tập vừa canh sàn. Sau một thời gian làm như vậy, mọi chuyển động cơ bản của thị trường tôi đều nắm được. Từ ngoại hối, bất động sản, năng lượng cho đến y tế, công ty nào mới lên sàn, lãi lỗ của họ trong năm tài chính vừa qua thế nào, tôi cũng nắm được đôi ba phần. Khi mình cập nhật thường xuyên thị trường trong nước, đến lúc về Việt Nam, hẳn mình không phải tốn thời gian tự thích nghi và cập nhật lại thông tin nhiều. Từ đó mà giảm độ lệch nhịp của cuộc đời hơn. Tóm lại, mỗi người có một kinh nghiệm sống khác nhau. Trên đây tôi chỉ nêu sơ lược những gì tôi biết và quan sát thấy được. Khi các bạn đi du học, các bạn sẽ thấy được nhiều thứ khác hay hơn, kinh nghiệm và kỹ năng của các bạn cũng sẽ phát triển để hòa nhập. Nhưng cho dù thế nào, hãy cố gắng trở thành những du học sinh hào sảng và văn minh bạn nhé. Hãy để họ cảm thấy thế nào là vẻ đẹp của con người An Nam. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng rằng video của Spider Room sẽ giúp ích cho các bạn trên hành trình du học phía trước. Đừng quên nhấn subscribe kênh của chúng mình để được cập nhật thật nhiều video hay ho hơn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khánh Linh. Bye!